Châu Á mình á. Nó bảo thế nhưng mà có đỡ có cái gì đâu. Không phải là đi ra bán đậu mà đi đâu ấy. Trần Phương không bảo. Đâu, nó ra xuất kết quả mà. Bọn nó bảo là có kết quả mà. Có khả năng nếu sửa ấy phải bị tù rồi. Cả hai năm đều đặt xếp á. Thằng kia kìa.
Một bên đầu có thể là hai khía chứ một khía ba khía được á. Dàn xếp thì có nghĩa là nó phải nó nghĩa là nó giả vờ đấy tự thua. Ừ. Anh đọc thấy có qua anh không để đến cái về cái đấy lắm mà thì thấy mọi nói thế. Sao nó lại tự thua gì nhỉ? Cầu Mỹ có đội Siwat, Siwat kia tập trung ở Siwat. Đúng rồi, chúng ta to ra phải sao chẳng tính toán nhá. Mà phải ăn kia kìa. Tao không làm. Bây giờ tao phải đặt làm từ làm. Tí thôi. Không làm mày phải đi cho tao về cho tao không làm hay rồi. Đấy á. Anh đọc cái thông tin đi. Thu nhập từ hoạt động của nước ngoài 2 chia bằng 1.6. Em chưa đọc một đồng đồng thông tin này có một thằng này đang ngồi. Đúng rồi, hai đâu có mua. Bây giờ mày phải tính ra cái thu nhập. Cái thu nhập mà trước khi là 2 là 3.000 là 2.000. Mày phải lấy 1.200 chia cho 60 thôi. Chia 60 được 2.000 chứ không phải 3. Không phải chia cho 40 được 3 đâu. Đúng rồi. Kể 2.000 nhá. Cái này mức thuế suất thì bọn nó bán. Thì lúc mày về Việt Nam mày chỉ được thiếu tối đa là 22% thôi. Tức là mình sẽ tính ra cái thu nhập trước khi đưa nộp thuế. Đúng rồi. Đây. Có nghĩa là đây là cái thu nhập này. Thu nhập ở nước ngoài này. Thu nhập ở nước ngoài nhá. Nó sẽ bằng 1.200 chia 60% bằng 2.000. Bởi vì ở đây nó bảo là thu nhập từ hoạt động đầu tư, đây là thu nhập sau khi đã nộp thuế, tức là nó đã trừ đi cái này, bây giờ nó chỉ còn 60% của cái thu nhập kia thôi, đúng không? Bây giờ mà chỉ chia ra nó được 2.000 đúng không? Cái chỗ ô thì cái chỗ tính cho đến cái chỗ ô thuế phải nộp này, thì cái chỗ đằng này nó có một số cái liên quan rồi nhá, trừ đi 2.000.